Dạ chào cô chú anh chị mình nha. Hiện giờ thì em Hương đang có mặt ở trên khu dân cư Phát Hải. Hiện giờ là em Hương đang đứng luôn là trên trục đường số 10 đó. Thì dân cư Phát Hải thì cô chú anh chị mình đã biết rồi ha, nó đang phát triển rất là nhiều luôn và vị trí của nó rất là gần luôn chợ Gò Đen luôn, trường học các cấp xung quanh đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình sinh hoạt rồi đó. Mình mua một căn nhà trong khu dân cư Phát Hải để an cư lập nghiệp là quá trời chuẩn rồi ha cô chú anh chị đó. Mình có nhà cửa đầy đủ chân luôn và diện tích của gia đình của cái nhà mình á là ngang 5 và dài tới tận 19 nha cô chú anh chị. Và cái đường của mình đây nè, nó rộng tới tận 8 mét lận ha, xe hơi xe tải có thể di chuyển thoải mái luôn đó. Thì khu dân cư ở đây nè xung quanh rất là đông đúc rồi, và mẫu nhà em Hương sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình là đối diện bên đây ha. Thì đã hàng rào hết trơn rồi, nhà của mình thì mới 100% luôn. Cô chú anh chị mình xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh cho em Hương ha, và nhấn cái nút đỏ đỏ có cái chuông ở dưới đó để mình có thể theo dõi nhiều cái video và mẫu nhà đẹp bên em Hương luôn nha. Dạ đây là mẫu nhà mà em Hương sẽ gửi đến gia đình mình. Nó thì ngang 5 và dài tới tận 18 ha, hướng Bắc. Nó dành cho những cô chú anh chị mình có thích hướng Bắc thì mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế hơn về ngôi nhà của mình luôn. Nó thì bên chủ đầu tư của em Hương xây một cái nhà rất là đơn lập luôn. Nó về thì ở rất là thoải mái luôn. Nhà này thì mình có thể về hoàn công sao nha cô chú anh chị. Nó về hoạch quy hoạch thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm rồi. Trong khu dân cư Phát Hải thì nó đã vô bày bản quy hoạch hết trơn rồi nên mình không có sợ bị quy hoạch hay là giải tỏa nha cô chú anh chị. Đó, và nhà mình thì làm cho mình là ba lớp cửa bảo vệ lận ha. Một lớp cửa đầu tiên của mình đây, cửa sắt nè, sơn tĩnh điện rất là chắc chắn luôn. Đó, cửa rào rất là lớn luôn. Đó, xe mình có thể đậu vào tới bên trong nhà mình. Thì mình có xe hơi á, xe lớn thì mới thể đậu vào đây. Đó, đường của mình là đường nhựa, nó tới tận 8 mét lận. Phía bên trong của mình á là có một cái dĩa hè. Đó, cũng khoảng 4 mét đó cô chú anh chị, rất là rộng rãi thoáng mát nữa. Đám tiệc đồ đó, tiệc tùng, mình đãi tiệc cũng khoảng 3-4 bàn ở đây thì cũng rất là tiện ha. Và bên trong của mình nữa thì sẽ có một cái lớp cửa lùa ở đây nè. Nó em Hương đã bấm sơ sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Phía trong của mình nữa thì sẽ có một lớp cửa gỗ ha, kính cường lực rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì đã có cái máy lọc nước nè. Thì điện nước ở đây nè đã là chính thức hết trơn rồi. Nhưng mà mình muốn uống nước kỹ hơn, nước của mình là nước không tên, nước thủy cục kỹ hơn thì chủ nhà cũng đã làm sẵn cho mình là cái máy lọc nước rồi. Đã làm sẵn hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển phía vào trong một chút xíu nữa. Đó. Và nhà của mình là sổ hồng riêng luôn. Dạ, và nhà của mình á thì đã làm cho mình là ba lớp cửa bảo vệ rồi, rất an toàn luôn. Nó như là cửa hoài rồi, một cái hàng rào bích là hết trơn nha cô chú anh chị. Và phía trên của mình nè thì đã làm cho mình một cái mái hiên đưa ra rồi, nhỏ che mưa che gió cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và chính giữa của mình là có một cái bóng đèn nè, bữa tối mình mở lên rất là khắp sáng gia đình mình luôn nha. Nó và bước vào trong nữa là hai lớp cửa bảo vệ, một lớp cửa lùa cuốn đây nè và một lớp cửa gỗ ở trong và kính cường lực rất là chắc chắn luôn nha cô chú anh chị. Em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong để mình khám phá cái phòng khách của mình nha. Phòng khách của mình quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Nó em Hương thích nhất là cái mẫu nhà như vậy nè, nó rất là đơn giản nhưng mà nhìn vào nó rất là bắt mắt luôn á. Đó, bên chủ đầu tư nè, người ta cũng đã dán cho mình những bức tranh Hàn Quốc nè, dán trên đây rồi, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Cái không gian này nè, mình đã đi những cái chỉ phào nổi nè, nhìn nè, cái phong cách của nó nè, rất là hiện đại của năm 2022 luôn á cô chú anh chị. Đó, và trần của mình là trần thạch cao nguyên khói dược hợp ha. Ở chính giữa của mình có một cái đám đèn chùm pha lê, nhìn rất là sang trọng nha. Và những cái chỉ phào đi nè cô chú anh chị mình có thể quan sát kỹ hơn luôn nha. Và kia bên tường bên đây thì mình vẫn có thêm một cái bức tranh nữa, nó bức tranh đồng tiền, nó dán cái tranh 3D nhìn rất là bắt mắt luôn á cô chú anh chị. Nó có làm cho mình là một cái khung luôn á, nhìn rất là đẹp nha. Và nhà mình thì có một cái không gian mở, nó đây nè, chân cầu thang của mình nè, nó rất là trống. Thì về á cô chú anh chị mình, nó có thể là mình đóng một cái tủ, mình đựng những vật dụng, hoặc là mình có thể làm một cái hồ Nam Bộ. Tại vì chủ đầu tư người ta làm cho mình một cái không gian mở như vậy để không chiếm thời gian, để cô chú anh chị mình nó có về mà mình có muốn trang trí thêm ở dưới chân cầu thang thì tùy ý của mình thôi. Mình có thể làm hồ Nam Bộ rồi, rất là thoải mái và đẹp nữa. Thì ở đây mình là ốp BNC, nó trông rất là bắt mắt luôn á cô chú anh chị. Đó, thời đại của bây giờ là đa số bây giờ luôn. Đó, 2022 là đa số mỗi mẫu nhà đều thắt cho mình những BNC đây nè. Nó rất là đẹp, giả gỗ gân may rồi luôn nha cô chú anh chị. Dạ, và đây là một cái phòng bếp của mình không thể thiếu cho mỗi gia đình luôn á cô chú anh chị. Đó, và trần của mình ở trên nè, nó là trần thạch cao nguyên khói, vẫn có một cái bóng đèn ở chính giữa nữa. Nhìn rất là đẹp mắt ha.
Và hệ thống nè, tủ trên, tủ dưới đã đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi. Và sơn một cái màu nè, nhìn rất là sang trọng đó cô chú anh chị. Màu này chắc là màu xám xanh á, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Đó, nó rất là phối hợp với con ngôi nhà của mình nữa, trang trí theo một cái phong cách rất là hiện đại bây giờ. Và hệ thống nè, nước đã là vào đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi ha. Mình đã lắp đặt sẵn nè, những thiết bị như là bồn rửa tay nè. Và bếp của mình á, là mặt bếp đá hoa cương ha, rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì mình đã dán những cái chiếc beca nè, để cho cô chú anh chị mình nấu nướng hoặc có dăng dầu mỡ. Nó mình cũng rất là dễ vệ sinh và lau chùi nha cô chú anh chị. Thì ở đây nè, thì chủ đầu tư vẫn làm cho mình sẵn một cái vòi nước ở đây. Nó về thì mình có thể lắp đặt một cái chiếc máy giặt ở đây luôn. Hoặc là mình có thể làm một cái bồn đó cô chú anh chị. Cái bồn valabo mình để đây để mình rửa tay rồi cũng rất là thuận tiện. Vẫn có vòi cắm nè cô chú anh chị ơi. Đó, còn không gian này thì cô chú anh chị mình có thể để một cái chiếc tủ lạnh. Đó, mình đã để sẵn những cái không gian mà để cho mình có tiện ích, mình để sẵn những cái vật dụng mình cần thiết hết rồi. Và ngôi nhà của mình là có một cái phòng ở phía bên dưới nữa. Đó, mà mỗi phòng đều có một cái chiếc máy lạnh cực kỳ là tuyệt vời luôn nè cô chú anh chị. Về thì mình không cần phải sắm thêm luôn. Và đặc biệt cái phòng của mình là có cửa sổ nữa, rất là thông thoáng và mát ha. Nó không có bị ngợp không khí luôn. Nhà của mình thì có hướng Bắc, với một cái giá là chỉ có 3.250.000.000 thôi, thì mình đã sở hữu được một ngôi nhà với cái diện tích là ngang 5 và dài tới tận 18 nha cô chú anh chị mình. Ở đây thì mình đã dán những cái bức tranh Hàn Quốc nè, dán tường, nhìn trong cái nhà của mình nó rất là xinh luôn á. Mình có người lớn tuổi nè, con em mình thì có thể nhường cái phòng này để bước tiện bước lên cầu thang nha cô chú anh chị. Mình có một cái sân sau nè, rất là thoáng mát luôn. Sân trước sân sau rất là chỉnh chu luôn cô chú anh chị. Mình đã che sẵn cái mái đưa ra rồi. Tường thì ở đây mình cũng đã ốp lên rất là cao luôn, rất là sạch sẽ luôn. Mình vệ sinh rồi cũng rất là thoải mái. Thì vẫn có một cái vòi nước nữa. Mình có đám tiệc hay gì đó mà trong thì nó quá chật, mình có thể dọn ở đây. Mình rửa chén rửa bát ha. Nhà vệ sinh của mình thì rất là rộng rãi, vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cho cô chú anh chị luôn. Vòi sen nè, tay cầm và tay đứng ở đây đều có sẵn hết nha cô chú anh chị. Cửa của mình là cửa gỗ hết nha, rất là chắc chắn luôn á cô chú anh chị. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển theo em Hương, mình tiến vào tầng trên ha. Và nhà của mình á, thì có là 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ ha, và 3 nhà vệ sinh luôn. Và đây là đường bước lên tầng trên của mình. Đó, tay cầm bằng gỗ cam xe rất là chắc chắn. Đường bước lên cầu thang của mình đó, rất là rộng rãi, tới tận 1m2 lận, đi di chuyển rất là thoải mái luôn nhé cô chú anh chị. Dạ, mình đã tới trên tầng 1 của ngôi nhà mình rồi nha cô chú anh chị mình ơi. Thì ở dưới chân cầu thang thì mình vẫn có một bóng đèn nằm ở phía dưới nữa nè, rất là thoải mái luôn. Đó. Và trên đây thì mình sẽ có một cái phòng Mister ha, có nhà vệ sinh ở phía bên trong luôn. Và có một cái cửa sổ nữa, rất là mát mẻ. Đây cửa sổ của mình. Mình có thể ngắm được cái dân cư ở xung quanh trong khu dân cư Phát Hải của mình luôn. Đó, mình có thể dành cái phòng này cho những cặp vợ chồng mới cưới ở cũng rất là thoải mái. Vì nó có một cái nhà vệ sinh bên trong, riêng biệt luôn. Mình sinh hoạt rất là riêng tư nha cô chú anh chị mình ơi. Thì như hồi nãy ở dưới á, thì em Hương cũng đã báo rồi. Thì mỗi phòng đều có một cái máy lạnh. Ở đây ạ, à, vải lòng của mình là mới luôn nha cô chú anh chị. Thì phòng nào thì nó cũng như phòng đó thôi ha. Nó chỉ khác có một chút xíu là nó rộng hay là nó nhỏ lại thôi. Đó, còn vào đây là cái phòng này. Cái phòng này thì vẫn có cửa sổ luôn, rất là thoáng mát. Rất là mát luôn, em Hương đang mở máy lạnh luôn đó, cô chú anh chị. Rất là thoáng mát luôn á. Và cô chú anh chị mình có xem đến đây á, thì mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và ở dưới mình nhấn một cái chuông, có cái nút đỏ đỏ mình nhấn vô, mình có thể là theo dõi nhiều mẫu nhà ở giá rẻ bên em Hương luôn nha. Đó, và ở đây á, thì nhà mình nằm trong khu dân cư Phát Hải. Nó rất là gần chợ Gò Đen luôn và rất là gần quốc lộ 1A. Thì cô chú anh chị mình từ đây mà mình di chuyển thì quốc lộ 1A hay là chợ Bình Chánh, mình đi tầm khoảng 5 phút mình đi xe máy thôi cô chú anh chị, rất là gần luôn á cô chú anh chị. Và rất là gần chợ Gò Đen nữa. Từ đây mà mình ra chợ Gò Đen của mình á là tầm khoảng 3 phút thôi, sát bên luôn. Khu dân cư ở rất là đông đúc rồi.
Thì cái phòng này là phòng lớn nè, có ban công rộng nữa, có cửa sổ nữa nè cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình muốn riêng tư hơn thì mình có thể về mình lắp cái rèm ha. Vì ở đây người ta đã làm sẵn cho mình rồi, mình chỉ cần kêu thợ lắp thêm cái rèm thôi. Vẫn có những cái khung hết trơn cho cô chú anh chị mình. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển ra ngoài đây ha. Thì ở đây mình có một cái ban công rất là dài luôn, ở ngang tới tận 5 mét lận, rộng rãi thoải mái luôn. Dân cư thì ở rất là đông đúc rồi. Và nhà mình thì có cái giá cực kỳ là tuyệt vời luôn, chỉ có là 3 tỷ 250 triệu thôi. Và nhà mình sổ hồng riêng luôn, với một cái diện tích là ngang 5 và dài tới tận 18 lận, có 3 phòng ngủ và một phòng thờ luôn. Nếu mà có thành viên ở từ 4 đến 6 người ở ngôi nhà này rất là thoải mái cho cô chú anh chị. Đó thì em Hương cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi đến cuối video này. Thì cô chú anh chị mình có thích ngôi nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình nha. Em Hương sẽ tư vấn cụ thể hơn về ngôi nhà cho cô chú anh chị. Giờ thì em Hương cũng xin chào và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.